Xin chào tất cả các anh chị trong video clip ngày hôm nay. Các anh chị thân mến, theo một nghiên cứu của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Mỹ, có đến 75% các công việc trong tương lai sẽ có một yêu cầu về kỹ năng, đó là kỹ năng thuyết trình hiệu quả. Chính vì lẽ đó, ngày hôm nay Thanh cùng với Nora Academy đã thiết kế ra một chương trình gồm chuỗi các video clip với chủ đề làm sao để thuyết trình thành công ý tưởng của bạn. Và Thanh tin chắc rằng ngay sau chương trình này, các anh chị mình sẽ nắm được những kỹ thuật, những phương pháp để xây dựng một bài thuyết trình mạch lạc, rõ ràng, thu hút và truyền cảm hứng. Trong chuỗi video clip này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ba nội dung chính sau đây. Thứ nhất là làm sao để có thể xây dựng một bài thuyết trình ngắn gọn, mạch lạc và rõ ràng. Thứ hai là các yếu tố cấu thành những nội dung thu hút và truyền cảm hứng cho một bài thuyết trình. Và thứ ba là làm sao để làm chủ phong cách thuyết trình của mình, tự tin trên sân khấu, làm chủ các ngôn ngữ hình thể để truyền tải thông điệp của bài thuyết trình đến khán giả của chúng ta. Vâng, xin mời các anh chị cùng theo dõi những nội dung chi tiết ở những video clip tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.